giờ cũng quá mạnh. Đó có dấu lên. Làm tôi chết cái cây sáu người khiên luôn hả? Lăn cái đầu xuống. Đúng rồi đó. Vậy cho nó nặng lắm đó. Máy ngồi đây cho ấy cắt khúc khúc rồi. Làm như cái thớt kìa. Ta cho nó nhẹ chứ. Cái này 3m3 hả anh Thương? Mấy rưỡi luôn hả? Chỗ này đóng phim được nè. Hai sao ở chết đủ thả lùng hai lùng ở giữa trời. À, này là mấy cái cây mà chú hàng xóm cho mấy anh em đi cắt rồi trở về để làm cầu này, đóng mấy cái đố xả ra. Cái này đi tới chạy cưa nó lôi lên được không ta? Cảo lên hả? Không, nghiêng vỏ hay xéo xéo thì thấy dễ đẩy rồi đó. Ông lấy cái khúc cục đó ông để ngang đi. Cho nó lăn luôn à. Cho nó lăn. Ừ. Dài không? Cũng theo rồi. Bỏ lên mũi vậy. Cảm ơn nha. Rồi. Ừ. 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 Ừ.
Trời ơi. Đây đi. Cho nó bật lên. Đi kia nhổ cây ra nè qua rồi. Kêu hai cây đó. Đồn luôn. Đẩy nghe nó chạy xuống á. Đây đó đi coi. Dạ này đẩy còn không biết xuống chạy. Đó, nó chạy. Nó. Thằng cây nó chết rồi. Đi nãy cắm đầu. Này đúng cây tràm Đà Lạt. Cây này đúng khắp pha là êm nhất ha anh Thương ha. Nó vừa dai mà nó vừa nó dễ đóng. Đúng sao đúng đừng có gãy cây gì được à hả? Kéo đầu kéo hả? À?